Bullet chắc nâng cấp bi thì sẽ như thế nào? Đây anh em này, với bộ đèn bullet bi trên sẽ là X-Line V30 Ultra và bi gầm sẽ là bi X-Line X3 Pro. Đây, sau khi nâng cấp đây, anh em thấy là bi pha sẽ đụng vào vị trí zin của đèn pha, bi gầm sẽ đụng vào đúng vị trí của đèn gầm. Anh em thấy không ạ? Sau khi nâng cấp xong, đèn bi nguyên bản của chiếc xe này nó sẽ là đèn bi halogen nhá. Đèn bi gầm là halogen, đèn bi trên sẽ là đèn pha projector rồi nhưng mà nó bóng halogen. Độ sáng đi rất là kém nên là anh em hầu như là nếu mà sử dụng đi trong cái cung đường trường đèo núi thì là không bao giờ đủ ánh sáng, đủ điều kiện ánh sáng để mà quan sát, để mà xử lý cho những cái tình huống mà anh em đi trên đường. Thì do cái nhu cầu đi lại ấy, thì là anh chủ anh đã quyết định qua bên em và nâng cấp lên một bộ với combo bi led và bi pha và bi gầm lên đun full cho chiếc xe này, đảm bảo cái nhu cầu ánh sáng thẩm mỹ và đi không chói mắt cho người đối diện. Đấy. Với X-Line B30 thì nó là vua của phân khúc của bi led rồi, với mặt cắt cực kỳ là rộng, và thứ hai là pha gom vào tâm, ánh sáng chiếu ra hỗ trợ, có chip led pha hỗ trợ nên là anh em khi mà đi vào trời mưa trời sương anh em đi thoải mái. Với cái nhiệt màu là 5000 cho anh em cho ra ánh sáng hơi ngả vàng để đảm bảo cho anh em quan sát. Thứ hai là bi gầm X3 Pro thì sẽ cho ra ánh sáng trắng nhưng pha tâm vàng để anh em hỗ trợ cho anh em đi trời mưa trời sương vẫn vô tư thoải mái anh em nhé. Và đặc biệt là đèn gầm nó sẽ giấy chân sáng rất là dày nên là đảm bảo cho anh em có thể thoải mái di chuyển cho mọi cung đường, mọi cung thể thế thiết. Với cái bi pha X-Line V30 mặt cắt cực kỳ rộng đấy. Còn anh em nào mà chưa nâng cấp đèn nhá, mà muốn nâng cấp đèn và muốn tham khảo những cấu hình đèn tốt chất lượng thì hãy đến với Agala Thái Nguyên để anh em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác.